Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình lên cho mọi người một cái siêu phẩm nữa, mồng 6 Tết nha. Đây là cái con laptop Dell Latitude 7400 2 in 1, mọi người, vỏ full nhôm. Nó thật sự ra thì cái dòng mà Dell 7400, cái dòng văn phòng này mình thấy nó quá đẹp mọi người. Vỏ phay nhôm hết trơn luôn. Nhìn mọi người nhìn nhìn chi tiết nhôm xước rồi rất là đẹp, mà đặc biệt là mình có thể gập mà gập ha. Đây, đó, gập nè. Ở nhôm ở dưới này nhìn sang trọng. Cái máy đúng là cái máy đẳng cấp, là mọi người, size doanh nhân á, full viền, cảm ứng rất là mượt mà luôn, xoay gập nữa. Từ từ mình sẽ view rõ ràng hơn mà mình báo cái giá cực kỳ ok nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ đi thêm cái ngoại hình của nó. Mình đặt nó là mã A504 nha. Và cái đây, cái màu của nó là cái màu đúng cái màu nhôm mọi người, cái màu nhôm rất là đẹp. Cái đường này là mình thấy là không có bị trầy xước hay gì hết trơn. Nhìn cái máy là cầm nó rất là sang trọng mọi người. Cũng có cái này, cái cấu hình thì rất là ok rồi, nhưng mà bởi vì cái mẫu máy này nó đắt tiền, mà nó ok là bởi vì cái mẫu nó đẹp, size kiểu kiểu dáng ấy, là làm doanh nhân á mọi người. Nhìn nó rất là đẹp. Đây ha, cái chỗ này nhôm xước. Ở chỗ này là nó hơi, gọi là hơi mòn tí thôi, không ăn thua gì. Còn trên vỏ thì mình thấy là khá đẹp luôn á, không có gì phải nói hết ha. Cái phần này, đây là cái phần phay nhôm, là nhôm xước. Chỗ này thì nó hơi mòn nhẹ nhẹ, đã qua sử dụng á mọi người, nó hơi trầy nhẹ. Nó cũng không đáng kể gì đâu, mình quay ban đêm, mình quay vậy thôi, với ban ngày nhìn không đáng kể gì. Sạc là sạc Type C nè, ngõ kết nối Type C sấm sét nha. Hai cái Type C sấm sét cạnh nhau rất là chất lượng mọi người, HDMI, USB, phay nhôm. Bên này thì SD nè, tai nghe nè, rồi USB. Mẫu 7400 quá đẹp mọi người. Ở bên trong khi mình gặp lại nha, lại mọi người thấy là đây là cái phay nhôm luôn. Bàn rê chuột rất là sang trọng mọi người, nhôm. Cái máy nó vô cùng cứng cáp. Đặc biệt nữa, đây là led phím, và mọi người thấy zin quốc tế luôn. Thật sự hàng Nhật về rất là nhiều, có bản tiếng Nhật, có bản quốc tế. Nhưng mà nói về zin xịn, dinh xịn từ Nhật về đây, lép phím này mà phím quốc tế nhẹ rất là hiếm và rất là ít nha mọi người. Tại vì nó rất là, nó khác với lại những cái dòng mà trong nước là sản xuất cho thị trường Nhật, nó rất là đã luôn mọi người. Nó êm mềm lắm, bấm phím là chỉ có hai cái máy ở cạnh nhau, khi mọi người so sánh thì mới so sánh được thôi. Rất là chất lượng mọi người, phím quốc tế mà dinh từ Nhật về rất là hiếm và rất là ít. Cái này thì thật sự ra có khi là nhập cả ngàn cái mới được vài cái thôi, như vậy luôn, chứ cả trăm cái cũng không có nữa. Nó phải như vậy mọi người, rất là hiếm. Màn hình là đẹp, không có lỗi làm gì hết. Màn hình là 14 inch, 14 inch nha mọi người, 14 inch mà rất là gọn. Full HD. Đây, để mình gặp lại đi, để mình chỉ cho dễ dàng hơn. Đây ha, màn hình full HD. Và sau nữa là cái cấu hình nè. Cấu hình này á là 7400 2 in 1 nha mọi người. i7 8665, RAM 16 GB. Và SSD là zin SSD về là 1 TB luôn mọi người, tha hồ mà mình chứa dữ liệu. Máy thì quá đã luôn, chứa dữ liệu nhiều, làm việc văn phòng là thoải mái, size doanh nhân. Máy là kèm sạc Type C zin ha. Con này pin của nó thì nó tầm 3 giờ đổ lại thôi mọi người. Đây có sao là mình nói vậy, tại vì về là có sao là mình sẽ nói chi tiết và rõ ràng như vậy, tầm 3 giờ đổ lại. Còn nếu mà mọi người mà muốn xài mà nó lâu hơn á, thì sau này mọi người xài đã rồi mọi người thay cái pin zin về, mình mua pin zin tầm, chắc là triệu, tầm mình đoán là tầm đó là pin mới luôn á nha, pin zin á, thì mình thay vô thôi, mình sử dụng thôi mọi người. Còn đây là hiện tại là pin mình test là nó chỉ tầm 3 giờ đổ lại thôi ha, máy không có lỗi làm gì hết trơn á. Đó, rất là đẹp. Và bây giờ là mình sẽ báo giá cho mọi người ha, để mọi người nhìn là từ trước ra đằng sau. Máy của nhà mình được cái là bao zin đó, pin đó, mình có nói mọi người đó, sao là mình sẽ báo chi tiết rõ ràng, giá tiền nào của nấy có chi tiết hết mọi người ha. Giá là 9 triệu 9 nha mọi người, 9 triệu 9 là con này, là pin nó tầm dưới 3 giờ. Nếu như mà pin nó hơn á, thì giá nó sẽ cao hơn. Nhưng mà bởi vì sao thì về nó sao thì mình sẽ báo chi tiết như vậy. Máy rất là chất lượng ha mọi người, máy kèm sạc zin. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Ai chốt á, thì mọi người cọc cho mình 1 triệu. Còn lại thì mình ship code nè, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy luôn luôn bao zin nha mọi người, bao zin nguyên bản là mọi người yên tâm, zin như mới, ruột như mới à. Không có bao giờ sửa chữa gì hết trơn á, mọi người yên tâm ha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.